Vâng, Serene test con âm ly rất là hot của hãng Denon, đó là 1010D, là phiên bản gọi là hết số của dòng digital, có nghĩa là dòng vừa nghi nhạc vàng vừa có thể tích hợp bộ giải mã DAC. Đây là hàng con VIP nhất nha các bác, gọi là top 1 nha các bác. Những cái dòng nhỏ như là 580 này, 780D, 880D, 890D và cuối cùng là 1010BD. Và đây là con trùm cuối nha, trùm cuối. Bên em đang giao các bác 1010D hàng tuyển chọn nha, để các bác mình nghe nhạc vàng, ghép loa Mỹ, loa Nhật, những dòng loa 180A của Billner, HBM, v.v. JBL 616-933-955 đều đánh tốt với công suất khỏe nhất dòng digital. Và các bác sẽ có được bộ giải mã DAC để các bác nghe nhạc YouTube qua cổng quang nha. Nó có sử dụng hai cổng quang. Con này là top 1 nên là bộ phận giải mã của nó rất là hay. Giá là 21 triệu nha các bác, 1010D. Hàng tuyển chọn nha. Con này em test gửi cho anh Phúc ở Bắc Ninh. Tiếng sạch và rất là hay. Nó chạy mạch Class A nha. Bác nào muốn tìm con 1010D hàng đẹp thì cứ alo liên hệ cho em nha. Giá bên em giao là 21 triệu.